Anh chủ đang cần bán gấp một lô đất mặt tiền kế bên tòa nhà trước mắt chúng ta. Vị trí lô đất nằm ngay mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Diện tích đất là bề ngang 10m, sâu vào 35m, công nhận 350m2. Đất dân cư hường hiểu, không dính lộ giới, không dính quy hoạch, cam kết đất sạch 100%. Với giấy phép xây dựng 10 tầng, đường rộng 60m với 12 làn xe. Từ vị trí này chúng ta có thể thấy trung tâm thương mại Gigamon và đặc biệt chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất đúng 15 phút lái xe. Hiện tại, gia chủ mong muốn bán với giá 59 tỷ còn thương lượng một bất động sản đáng để quý cô chú anh chị quan tâm và đầu tư.